Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn đến với Quất Lớp. Ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn bạn truyền data từ phía controller sang view. Cụ thể ở đây là mình có một cái function index thực thi cái việc action trong controller này, và mình phải truyền được cái dữ liệu product này sang bên cái view này các bạn nhé, view index này của product ấy. Thế thì để truyền được như thế này thì các bạn biết là mình có scope function index này, nó có một scope này nhé, tất cả dữ liệu trong cái index này thì nó có một scope riêng này, và trong cái gender này nó có scope riêng nhé. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ truyền để cho trong cái scope gender này nó hiểu được cái dữ liệu trong scope index trước các bạn nhé. Thì để truyền thì các bạn enter này xuống giúp mình này, cái hàm gender này thì ngoài cái tham số là cái path, cái đường dẫn của view ấy, thì mình sẽ đưa cái tham số thứ hai, nó chính là cái data các bạn nhé. Đấy, mình đưa cái tham số thứ hai nó chính là data, cụ thể nó là cái dữ liệu product này. Thì sau này các bạn không phải truyền mình product đâu, mà có thể các bạn truyền carry này rồi truyền một số dữ liệu khác. Cho nên các bạn thấy ở một trong số trong một số framework ấy thì họ đều truyền dạng mảng các bạn nhé. Đây, mình sẽ có là một cái mảng, và cái key đầu tiên sẽ là product có s, và value của nó nhé chính là product có s này. Đấy, sau khi có cái dữ liệu data này rồi thì ở trong cái gender này thì nó sẽ khởi tạo một cái biến để hứng cái value này các bạn nhé. Thì mình gọi cái hiến đấy là data phẩy này, đô la data. Sau đấy là các bạn hoàn toàn có thể các bạn bỏ cho mình cái thằng đô la này đi nhá. Đấy, mình bỏ này đi, và bên phía index này mình bỏ cái nối chuỗi biến này đi ạ. Rồi các bạn sẽ echo giúp mình ra. Đây, echo cái print. Cái này là mảng cho nên là mình sẽ print ra các bạn nhé. Ở đây là print là đô la data. Đấy, xong thì các bạn vào cho mình view terminal này và chạy server giúp mình. Đây, các bạn có thể dùng cái mũi tên lên xuống để chạy lại câu lệnh pp-s localhost 8000 nhé, nó lưu trước đấy rồi đấy, enter ạ. Đấy, sau các bạn vào cái giờ là này, các bạn thấy là mình đã sâu ra được cái product lead product nhé. Nghĩa là cái công việc đầu tiên là mình đã đưa cái dữ liệu ở cái phần action index, sau đấy ở trên cái phần render nó đã hiểu được các bạn nhé. Đây, mình đã đưa được cái dữ liệu mà nó tức là data ở trong cái scope là index này lên trên cái scope gender. Các bạn muốn truyền được data từ cái scope này sang scope khác thì bạn đều phải truyền theo cái đấy nhá, các bạn truyền theo parameter đấy các bạn nhé. Mình truyền value đây, và ở đây mình khởi tạo một cái biến để hứng cái value đấy, thì trong scope này nó sẽ hiểu được. Thế thì ở đây nó hiểu được trong scope này rồi thì đương nhiên ở trong cái phần index này cái data này nó sẽ hiểu được các bạn nhé. Bởi vì mình nói các bạn rồi, các bạn chỉ cần quan tâm cái require này này, nó nằm ở vị trí nào, cụ thể nó require đang nằm ở trong scope của function gender này. Cho nên tất cả những cái biến ở trong cái scope này thì đều được cái popular, tức là được public trong bên đây các bạn nhé. Cái điều này là hiển nhiên nhé. Thì các bạn có thể đọc về cái document của require. Đây, pp này, include. Thì cái này nó là cái này nó là include các bạn nhé. Cái này là tính chất của include rồi. Đấy các bạn này, bạn đọc cái phần khi file được include này, cái code chứa cái thừa hưởng cái variable scope của cái dòng này nhá, được include ra. Bất cứ một cái biến nào ở cái dòng mà gọi cái file này sẽ miễn phí trong cái file được gọi nhé. Đấy, thì ý nghĩa câu này nghĩa là các bạn require ở đâu này, hoặc include ở đâu, ở scope này này, thì tất cả những cái biến mà ở trong cái scope liên quan đến require này sẽ được popular đến cái thằng này nhé. Đấy, thì mình có thể các bạn print này ra ở trong cái thằng product này, bạn thấy nhé. Đây, mình xóa này đi cho bạn xem này. Đấy, và bỏ cái thằng print ở đây ra. Cái điều này là hiển nhiên các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không?
Rất nhiều bạn là có một số bạn là vẫn cứ thắc mắc với mình là làm sao để truyền được data từ container sang view, nhưng thực tế nó rất là đơn giản rồi nhé, bởi vì các bạn không nắm rõ scope cho nên là các bạn cứ nghĩ rằng là truyền nó phải có gì khó, nhưng thực tế framework nó làm dựa trên cái tính chất này thôi, nó dựa trên cái sự thừa hưởng scope thôi. Rồi mình đã truyền được data từ container sang view rồi, công việc còn lại là từ đây đúng không, mình sẽ lấy ra cái data product, sau đấy mình show ra. Ví dụ như mình có thể echo ra cái data đây ạ, mình bỏ này đi nha, hoàn toàn mình có thể echo ra data với cái key là product. Tất nhiên là sau này nếu như cái product này nó là cái mảng các bạn ạ, thì các bạn phải phối ra nhé, bạn xem này, nó là list product nhá. Nhưng câu chuyện là gì, mình mong muốn các bạn thấy là đôi khi các cái framework ấy họ sẽ ở trong controller là nó truyền sang là một cái mảng, nhưng ở bên này hoàn toàn nó có thể lấy luôn là cái biến là data product các bạn nhé, làm này này. Đấy, nó lấy được luôn là data product, nó chính là cái list product này chứ không cần nó sẽ bỏ cái phần data đây nhé. Đây bạn thấy, nhưng của mình không được nhá. Thế để làm được việc đấy thì rất là đơn giản thôi các bạn ạ, ở trong cái index này để làm được việc đấy thì các bạn chỉ cần từ cái mảng, tức là công việc của mình từ cái mảng là đây, từ cái mảng này mình demo bạn xem nhé, từ cái mảng là key là product có s với value là đô la product, làm sao các bạn làm cho nó trở thành một cái biến là đô la product này, biến với cái key này các bạn nhé, thì bằng được cái value của product này đúng không? Bạn gán một cái biến bằng cái value nhé, nhớ nhé, bằng cái value product này. Thế thì cái biến này nó ở trong scope này thì sang bên kia nó sẽ nhận được các bạn nhé, value product này thực tế nó đang list product, sau này có nhiều thứ nữa carry hay gì đấy các bạn nhé, các bạn có nhiều key khác nhau thì các bạn luôn luôn tạo ra for x qua và tạo ra cái biến tương ứng theo cái key này bằng cái value này nhé. Đây cụ thể mình sẽ làm cái này, mình sẽ comment này lại nhé, mình làm bạn xem trước. Để tức là thực ra quá trình này mình đang làm cho cái mảng này nó sẽ mình sẽ extract cái mảng này các bạn nhé, và mình để cái mảng này nó theo cái key là chính là cái biến và bằng value nhá. Đây mình for x ra thôi, for x ra cái data này này, as đô la key chọn ra value các bạn nhé. Thế thì cái key này nó sẽ tương đương với cái product này các bạn này. Đấy, cái string product thì mình sẽ gán là đô la này, gán biến nhé, và cái này mình nội suy ra cái thằng key này, tức là key này ở runtime nó sẽ ra là cái product này thì bằng đô la value. Đấy, mình viết cái dấu ngoặc này cho nó clear nhé, để biết rằng là đây là cái tên cái đô la này, từ khóa khai báo biến này, và cái này nội suy ra cái tên tên biến này là product này bằng cái value này, value này cụ thể nó là cái product này các bạn nhé, cái value của mình chính là list product đấy. Thế thì khi mình gán này thì mình sẽ echo thử ra đô la product có s các bạn nhé, xem được không nhé, mình sẽ xóa này đi. Đấy, các bạn thấy nó ra list product này, đương nhiên ở bên đây nó cũng hiển thị ra luôn list product nhé, có nghĩa là mình làm này là ok rồi. Còn nếu mà các bạn có thể làm thế này cũng được nhé, lại được cũng được, vẫn ok, nó vẫn hiểu, nhưng nó sẽ rất khó người dùng khi nhìn vào code của bạn, nên các bạn nên dùng cái này nhé, để biết rằng là cái phần này là chúng ta muốn trong runtime chúng ta nội suy ra cái này nó là một cái tên biến nhé, thì nó sẽ trả về cái product của f, còn cái này là value, value chính là cái value của product ấy. Đây value nó chính là cái phần này các bạn này, đây đấy, cái phần các bạn lấy từ database ra. Rồi sau này khi các bạn có nhiều cái key khác, ví dụ category chẳng hạn, thì các bạn nhớ là chúng ta cũng đều ok nhé, chúng ta for each mà đô la carry đấy, thì ở trên view chúng ta sẽ có đô la carry này luôn, chứ không cần phải từ cái data truy cập đến cái key này các bạn nhé, thì cái điều này nó làm cho người dùng nó tiện hơn rất là nhiều. Rồi mình sẽ bỏ này đi, bỏ này đi nhá. Đấy, các bạn thấy là mình đã hoàn thành cái việc là truyền được data từ container sang view, nhưng mà có một cái hàm để tránh các bạn viết for each này, cái hàm nó làm sẵn cho bạn rồi, thì cái hàm nó đã extract các bạn này, các
các bạn hoàn toàn có thể dùng Extract nhé. Extract cái data này thì nó sẽ tạo ra, nó sẽ lấy cái key của mảng và nó tạo ra cái biến bằng cái value của mảng các bạn nhé, của từng phần tử trong mảng, item trong mảng ấy. Nó tương tự như phòng codec này của mình bỏ đi nhé. Đây, các bạn thấy kết quả không gì thay đổi nhá. Và các bạn search cho mình cái PP Extract để hiểu hơn về nó này. Rồi vào trong với Web School nhá. Đấy, nó có một cái các bạn thấy là nó có mảng này là A là bằng cat, B bằng dog và C bằng horse, đúng không? Và nó extract ở đây thì ngay lập tức các bạn thấy nó echo ra ba biến ABC này. Đấy, ABC lúc này extract ra nhá, đô la A thì sẽ bằng cái này, B bằng này và đô la C bằng cái value này nhá. Các bạn thử này. Đấy các bạn thấy không? Đô la A thì bằng cat, B bằng đấy. Thì nó giống hệt như mình làm ấy, là phối ra và gán cái biến chính là cái key này. Đô la A chính là bằng cái value này, đô la B bằng value này và đô la C bằng value này các bạn nhé. Rồi thì cái thằng extract này hỗ trợ rồi thì các bạn nên sử dụng cái extract ở trong cái này nhé. Bạn sử dụng extract data, đô la data. Chẳng qua mình forex các bạn hiểu cái cơ chế đó thôi. Và các bạn có thể comment đây là tạo ra biến tương ứng với value. Khi loop qua mỗi phần tử mạng nhá. Đấy. Rồi thì đây là tất cả những gì liên quan đến việc các bạn truyền từ controller sang view. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.